chương một bị đùa giỡn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương bị đùa giỡn việc thành có nhất kim gia kim viên ngoại có tứ con trai một cái nữ nhi tam con trai người người mặc như quan ngọc cử chỉ nhã nhặn hàm dưỡng cô đơn này nữ nhi tính tình táo bạo cử chỉ thô lỗ thường xuyên trèo tường đến nhà khác nam tử trong phòng ở việc thành lý không người dám tới cửa cầu hôn vì thế tại đây trong nhà tam con trai đều thành gia sau, Kim Viên Ngoại bắt đầu vì hắn này nữ nhi đau đầu. Đang lúc Kim Viên Ngoại nghĩ đến cùng là tới cái luận võ chọn rễ, vẫn là tú cầu phao thân thời điểm, quản gia dắt lớn giọng vô cùng lo lắng theo ngoài cửa lớn vọt tiến vào. Can gì nha? Không thấy lão gia ta chính suy xét đại sự sao? Kim đại quý hai chồng râu rung lên, cả giận nói. Lão gia! Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện quản gia vội la lên này lại xảy ra chuyện gì nhi lại đi tướng quân phủ kim đại quý nhất thời khí hai mắt xám ngắt không là a lão gia đại tiểu thư nàng quản gia bám vào kim đại quý bên tai nhỏ giọng nói đến chỉ thấy kim đại quý hai mắt từ lục trắng giả cái gì bị người đùa giỡn nhà ai xú tiểu tử đảm lượng không nhỏ lão gia xin bớt giận Tiểu nhân cái này liền phái gia đình đem kia tiểu tử. Quản gia lập tức hiện ra hung tợn biểu cảm. Đợi chút. Nhà ai tiểu tử? Là cái thư sinh, việc thành bên cạnh thanh mặt thôn. Ở nông thôn. Kim đại quý trồng mắt vòng vo chuyển một trận suy tư. Kim gia ngoài đại viện, kim đào ước sủng giống như đứng ở trong viện, trên người bọc đại chăn bên người vây quanh một đám hạ nhân. Mà đứng sau lưng nàng, là một cái cao cao gầy gầy thư sinh. Chỉ thấy kia thư sinh sắc mặt trắng bệt run run môi, hắn cả người cũng ẩm thấu. Ở thư sinh bên cạnh là cái xem có khả năng cao tiểu lão đầu, bộ dáng sốt ruột. Kim viên ngoại lượng một đôi lão mắt ba bước cũng làm hai bước cấp tốc đi tới, đúng là đi trước hướng kia cao gầy thư sinh. Hắn đối với thư sinh cao thấp đánh giá, nắm bắt tiểu hồ tử một phen suy xét, thật lâu sau trảm đinh tiệt thiết nói. Chuyện này đừng phô trương ngươi chính là cái kia đùa dẫn nhà của ta khuê nữ tiểu tiểu sinh là gặp kim tiểu thư trượt chân rơi xuống nước bất đắc dĩ mới thay tiểu thư áp đi chỗ đó phế chung giọt nước này thư sinh xem cũng không phải nhược chính là nói chuyện ngữ khí ấp a à ấp úng không biết đến cùng sợ hãi vẫn là bị đông lạnh kim viên ngoại đứa nhỏ này đọc đủ thứ thánh hiền thư sẽ không làm chuyện loại này nhi cướp trả lời là cái kia tiểu lão đầu xem ra đi theo thư sinh là người quen. Cha, nữ nhi không có việc gì. Hắn nói là thật sự. Đều là hàng xóm này đại thúc đại nương bị chuyện. Kim đào tiểu thư ủy khuất than thở, phát sao còn dọc nước tiểu châu. Ta nói ngươi động điệu trong nước đi. Kim đại quý tự hồ đối hắn nữ nhi này hành vi sớm nhìn quen lắm rồi, lời nói có vẻ tương đương bất đắc dĩ. Thích. Thích tướng quân hắn lại cưới nhất phòng tiểu thiếp ta không muốn sống chăng kim đào cấp đỏ hốc mắt thẳng dậm chân phía sau kia cao gầy thư sinh khóe miệng bỗng nhiên rút trừ ôi đừng dọa người khuê nữ kia thích tướng quân đều mỗi cưới nhất tiểu thiếp ngươi liền tìm cái chết nhân gia đều cưới bảy kim đại quý xoa bóp mi tâm khí não đau ta cũng không tin thích tướng quân vì sao liền không muốn gặp ta kim đào bỗng nhiên kéo mở cổ họng trống giận nàng từ nhỏ liền sùng bái võ công cao cường, uy vũ bất phàm nam tử. Nhưng bên người nàng vài cái ca ca lại không có sai biệt người người văn nhược nho nhã, rốt cục có một ngày nàng đối khải hoàng trở về thích dương tự nhất kiến chung tình. Mà này thích tướng quân lại hướng đến chỉ thích nhàn tỉnh ôn nhu nữ tử. Im miệng. Cho ta hồi ốc đi. Kim đại quý có chút tức giận, đem nàng chạy về ốc. Từ nhỏ liền nuông chiều này nữ nhi không thế nào tiến hành quản giáo, hiện thời mới thành như vậy không thể thống cục diện hừ kim đào căm giận than thở vài câu không cam không nguyện trở về ốc mà kim đại quý liền cao gầy thư sinh đi qua đi lại trong lòng giải quyết dứt khoát hảo tiểu tử lão gia ta bội phục đảm lượng của ngươi vậy mà đùa dẫn ta kim gia đại tiểu thư vậy ngươi liền chuẩn bị tiểu sinh thật sự không có đùa dẫn kim tiểu thư kính sinh kim viên ngoại nắm rõ cao gầy thư sinh nghe vậy chấn động thẳng thắng sống lưng bất khuất nói. Ngươi kêu gì danh nha? Thô bỉ nhân gia sinh ra kim đại quý không có gì văn hóa, bởi vậy hắn mới mười phân thưởng thức kia chờ vũ văn lộng mặt văn nhân nhã sĩ. Tiểu sinh Tống Lương. Tống Lương. Thanh mặt thôn. Đúng vậy viên ngoại lão gia. Tiểu lão đầu đáp, ta liền là thanh mặt thôn thôn trường. Phụ thân ngươi sẽ không là tống tú tài đi. Kim đại quý ngạc nhiên đúng là. Tống Lương đáp. Kim Đại Quý hai mắt sáng ngời. Đấy lòng có chủ ý, vui rạo rực trở về ốc. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Giả cho thư sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Giả cho thư sinh ba ngày sau, Kim Viên Ngoại vui rạo rực nói cho Kim Đào, chuẩn bị cho nàng việc hôn nhân. Kim Đào hỏi gã cho thích tướng quân sao. Nàng lão cha vậy mà không có đáp ứng, liên tục gật đầu ra cửa. Một lòng muốn gã cấp thích dương tự Kim Đào, tin tưởng rất nhiều cũng vui vẻ cười toe toé. Chính là này thành thân ngày đến quá nhanh, nhanh đến Kim Đào hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ này trong đó mấu chốt mấu chốt. Ngay tại ngày thứ tư, bác nâng đại kiệu đi đến Kim gia ngoài cửa lớn, Kim Đào người mặc hỷ phục, đỉnh đầu hồng cái vào đỏ thẩm kiệu. Nàng cảm động không thôi, bởi vì nhà mình lão cha vì nàng chuẩn bị đồ cưới quá mức phong phú, tràn đầy hai đại xe vàng bạc châu báu, cẩm la tơ lụa. Nàng vui vẻ ra mặt giống như một đóa kiều diễm mẫu đơn. Này của hồi môn nha hoàng chiêu đệ cũng là một đường thanh một trương mặt không biết như thế nào cho phải, nàng lo lắng đợi tiểu thư biết chân tướng hội thế nào giận dữ. Này kim gia đến tướng quân phủ khoảng cách cũng không xa xôi, tưởng là hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến. Sao trước mắt một đường như thế sốc nảy không nói, còn đi rồi cả buổi không đến đâu. Kim Đào không hiểu đồng thời cũng ôm một viên kích động không thôi tiểu tâm can ảo tưởng sau này cùng thích tướng quân tốt đẹp cuộc sống, vì thế vẫn chưa nhiều hơn phát hiện. Rốt cục cổ kiệu ngừng, hạ cổ kiệu khóa chậu thang, bị người săn sóc dâu phù vào đại môn, nàng rốt cục theo khăn vang hạ nhìn đến một đôi đại hắc ủng nàng thật sự phải gả cấp bản thân mong nhớ ngày đêm thích tướng quân cúi đầu cao đường theo mc giọng nàng quy củ cùng hôn phu đã bái đường đưa vào tân phòng trong tân phòng kim đào ngồi ở sạp thượng nội tâm là vừa mừng vừa sợ tuy rằng bản thân so với nhu nhược tiểu thư tương đối đẩy đà chút nhưng chỉ cần không mở miệng nàng vẫn là thật tiểu thư khuê cát. chiêu đệ tiểu thư ta ở đâu Nha Hoàng nghe vậy một trận run rung, không yên đáp lại. Ngươi nhìn thấy tướng quân sao? Hôm nay cưới ta, hắn có phải không phải cùng thường lui tới cưới tiểu thiếp giống nhau vui vẻ? Thăng vang hạ lời của nàng ngữ rõ ràng mang theo chờ đợi cùng vui sướng. Cô! Cô gia hôm nay! Đương nhiên vui vẻ! Chiêu đệ lắp bắp đáp! Vậy là tốt rồi, tuy rằng hắn cưới thất phòng tiểu thiếp, nhưng sau này có ta, hắn nhất định không thể lại nạp thiếp mà này tiểu thiếp ta muốn các nàng toàn bộ cút đi. Nàng đắm chìm ở bản thân ảo tưởng hôn sau trong sinh hoạt, đối với bên người bất đồng hoàn toàn không nhìn. Ôi! Chiêu đệ một tiếng tôi cư nhiên chiến vài cái âm. Chiêu đệ, ngươi nói. Hắn làm sao lại bỗng nhiên muốn kết hôn ta đâu. Sắp xếp ổn thỏa vui vẻ vui sướng cảm xúc, nàng thế này mới trở lại chuyện chính đã hỏi tới khảm thượng. Chiêu đệ cũng không biết a. À chiêu đệ không hiểu cảm thấy bản thân hai chân ở như nhũng ra chủ tớ lưỡng trò chuyện thiên bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tiểu thư cô gia đến đây chiêu đệ cả kinh chạy nhanh quy củ thối lui đến một bên một thân đỏ thẩm hỉ phục tống lương đẩy cửa vào nhà hắn mím miếng, miếng môi tại chỗ do dự ít khi hít sâu một hơi đi đến bên giường cầm lấy đòn cân chúc cô gia tiểu thư trăm năm hảo hợp sinh ra sớm quý tử chiêu đệ liền lui xuống trước chiêu đệ khẩn cấp chuồn ra cửa phòng nàng cũng không muốn gặp tiểu thư thấy chú rể mới sau tỳ khí phát tác bộ dáng tống lương cầm đòn cân tay run cái không ngừng như thế chọc cười khăn vang hạ kim đào nàng phốc suy cười ra tiếng tống lương lại hơn hoảng sợ một cái tay run nhưng lại đem đòn cân điệu ở nàng váy thượng phu quân như thế nào nàng không hiểu hỏi này thích tướng quân vì sao như vậy sợ bản thân Tống Lương chạy nhanh cắn cắn phát trung tay phải, nhanh chóng nhặt lên đòn cân yết khởi của nàng khăn vang, lại nhanh chóng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng. Tầm mắt rốt cục sáng, Kim Đào chậm rãi ngẩng mặt tràn đầy e lệ, đã thấy nhà mình phu quân đưa lưng về phía nàng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nàng lại không hiểu hỏi. Tống Lương đóng chặt mắt, nắm chặt nắm tay, nơm nớp lo sợ xoay người lại. Nương! Nương tử! Kim Đào chấn động, bị dọa choáng. Nàng dùng sức nhu ánh mắt, nhìn chầm chầm kia cao cao gầy gầy, văn văn yếu ớt thư sinh Tống Lương. Xác định không phải là mình xuất hiện ảo giác sau, một tiếng thét chói tai thạch phá kinh thiên. Ngoài cửa chờ đợi nha hoàng chiêu đệ ôm lỗ tai trăm niệm Ani Đà Phật. Vì sao? Làm sao có thể là ngươi cưới ta? Cha ta không phải nói thích tướng quân muốn kết hôn ta sao? Nàng giận dữ đứng dậy, ngón tay ngọc giận chỉ. Một bên tống lương lại mặt không ra tiếng, không nói gì mà chống đỡ. Nói chuyện với ngươi nha ngươi. Thối thư sinh. Ngươi cư nhiên dám. Nàng rõ ràng đứng dậy một phen thu quá thư sinh vạt áo. Tiểu sinh. Bất đắc dĩ nhục tiểu thư trong sạch. Kim lão gia nói gia phụ từng đối kim lão gia có ân, cho nên đem kim tiểu thư gả cho ta nên còn ân. Tống lương nơm nớp lo sợ nói tức chết ta tức chết ta ta không gả ta không gả ta mới không muốn gả cho ngươi trăm không một dùng là thư sinh ta muốn gả là uy vũ bất phàm thích tướng quân không là ngươi nàng vén lên làng váy đẩy ra đại môn liền phải rời khỏi lại bị tống lương ngăn trở tiểu thư sao có thể như thế vũ nhục tiểu sinh thư sinh đều không phải vô dụng tiểu thư đã gả ta làm vợ nếu không có tiểu sinh hưu thê tiểu thư không thể ly khai vậy ngươi nhưng là hưu thê a à, ta hiện tại liền phải rời khỏi ngươi quản được ngươi dám ngăn đón ta kim đào giận dữ hỏi khi trận mắt trừng mắt bộ dáng sững sờ là kêu tống lương dài quá đại kiến thức nguyên lai nữ tử còn có như vậy tính tình mà chiêu đệ sớm nhanh như chớp không biết trốn chạy đi đâu tiểu sinh không dám khả tiểu thư đã tiếng ta tống gia môn như trở về sau này như thế nào tái giá nhân đều tại ngươi theo ta cha liên hợp lại gạt ta nhớ tới bản thân đã đi theo thư sinh đã bái đường lại trở về chỉ sợ sau này sợ là khó có thể làm người chớ nói chi là gã cho thích tướng quân nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên đều tại ngươi nhóm ta không là muốn gã cho ngươi tống lương chợt cảm thấy chân tay luống cuốn. ngươi đừng khóc a à, có việc hảo thương lượng luôn có biện pháp giải quyết Thế nào giải quyết a, à, hiện tại ta đã với ngươi thành thân. Tiểu thư trước đừng khóc, đã tiểu thư vô tâm gả cho tiểu sinh, tiểu sinh định sẽ không chạm vào tiểu thư một chút, tiểu thư an tâm đợi, như thích tướng quân tới đón tiểu thư, chúng ta phải đi từ đường đồng ý cùng cách, tiểu thư nghĩ như thế nào? Có thể chứ? Kim Đào lau đi nước mắt, thúc tha thúc thích hỏi. Có thể. Tốt lắm. Vậy như vậy làm. Kim Đào đình chỉ nỉ non, hai người vào phòng một trận yên tĩnh yên tĩnh một lát kim đào mở miệng nói ta ngủ một cái ốc ngươi đi bên ngoài ngủ tiểu sinh trong nhà liền một cái ốc bên ngoài là sân tống lương lúng túng nói nghèo như vậy ta đây nha hoàng ngủ chỗ nào kim đào bất mãn nói tiểu sinh làm cho nàng ở nhờ ở cách vách đại nương gia vậy ngươi ngủ trên đất ân hảo Tống Lương Quy cũ đánh lên phô. Kim Đào gọi chiêu đệ tiến vào, hầu hạ bản thân thay quần áo rửa mặt cùng y ngủ. Ngủ đến một nửa nhi, nàng bỗng nhiên mở miệng. Thư sinh, ngươi nói ta đây bỗng nhiên lập gia đình, thích tướng quân hội sẽ không cảm thấy đáng tiếc a, à không sớm đem ta lấy về nhà linh tinh. Tiểu thư quốc sắc thiên hương, thích tướng quân định là hối hận không kịp. Tống Lương đáp. Hừ, thư sinh trừ bỏ A vô nịnh hót còn có thể cái gì? Tống Lương Ngày mai chúng ta phải đi từ đường, ta muốn cùng cách. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Cha tới chơi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Cha tới chơi sáng sớm ngày thứ hai, Kim Đào cùng Tống Lương đứng lên liền hướng từ đường tiến đến. Vào từ đường Đại Môn, một lòng nghĩ cùng cách kim đào đã thấy nhà mình lão cha chính nắm bắt tiểu hồ tử cùng thôn trường an vị trong phòng uống trà kia bộ dáng cảm tình thích ý nhanh a à, nữ nhi con rể đều đến đây kim đại quý ra vẻ kinh ngạc cha ta còn không tìm ngươi tính sổ ngươi nhưng là trước đến đây kim đào nổi giận đùng đùng vào từ đường yên tĩnh điểm đây là từ đường không cái quy củ kim đại quý giận a nói quỳ xuống tế bái ngươi phu từ đường đường cha ta cùng thư sinh là tới cùng cách kim đào cũng nổi giận cùng cách không có cửa đâu nhà của ta hiền tế làm sai rồi gì sự ngươi muốn hòa cách kim đại quý hỏi hiền tế hắn kim đào chỉ vào tống lương vạn phần buồn bực khuê nữ cha chỉ có ngươi như vậy cái khuê nữ đương nhiên phải ngươi gã hảo tống lương đọc đủ thứ thi thư cha làm giàu làm giàu tiền kém chút đó chết ở ven đường là này tống lương cha hảo tâm cho ta bánh bao ăn cha mới có mệnh lưu đến cuối cùng gặp quý nhân vòng vo vận may a à, nữ nhi a à, nhân phải biết ân báo đáp hiện thời tống tú tài vợ chồng đều sớm thể rời đi ngươi thay cha còn ân hảo hảo hầu hạ tống lương cha muốn hầu hạ chính ngươi hầu hạ đi ta đời này chỉ biết gả cho thích tướng quân xuống nha đầu ngươi cũng không ngẫm lại ngươi đều nhanh hai mươi thích tướng quân tháng sau để liền muốn cưới hắn kia phương xa biểu muội làm chính thất ngươi sẽ chết này tâm hảo hảo cùng tống lương qua ngày đi thôi kim đại quý rõ ràng buông tay thẳng nói cha ngươi nói cái gì thích tướng quân muốn cưới vợ kim đào mắt choáng váng thích tướng quân thuở nhỏ có hôn ước cha sớm tiền liền từng nói với ngươi kim đại quý đem nữ nhi kéo đến một bên nhỏ giọng nói khuê nữ ngươi cũng không ngẫm lại ngươi liền tính gã đến tướng quân phủ cả ngày cùng thích tướng quân này thê thiếp tranh thủ tình cảm còn không bằng gã cho tống lương nhà hắn nghèo như vậy toàn dựa chúng ta chúng ta không phóng thoại hắn chuẩn không dám cưới chi thứ hai chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng người khác cộng sự nhất phu cũng không nguyện cùng tống lương song túc lưỡng cư a cha ngày thế nào cùng khác cha không giống với a người khác gia đều tam thê tứ thiếp ngài liền cưới nương một cái còn như vậy khăng khăng một mực lời tuy như thế nhưng kim đào duy nhất bội phục nàng cha chính là điểm ấy chuyên tình muốn là không có ngươi nương cha không có hôm nay này ngày lành nhưng phải biết ân báo đáp ta đáp ứng ngươi nương đời này liền thủ nàng một người nghe lời khuê nữ cũng không gì không tốt chính là cả ngày đối mặt đồng cá nhân có đôi khi ngấy chút đến 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 theo ta gia hiền tế cấp tổ tiên thượng nén hương ở kim đào kia kỳ ba lão cha chập trần hạ, kim đào hy lý hồ đồ theo tống lương tế bái tổ tiên, hy lý hồ đồ lại trở về tống lương gia. Như thế, sau này liền vất vả nương tử. Về nhà trên đường, tống lương khách khí nói. Hắn cư nhiên cưới chính thất. Kim đào ủy khuất cúi đầu, quả nhiên tạo hóa trêu người, bản thân vốn định gả cái uy vũ tướng quân, cuối cùng vẫn còn là gả cho nàng không thích nhất văn nhược thư sinh. Tống Lương hội chờ nương tử, nương tử còn chưa dùng điểm tâm đi. Chúng ta nhanh đến. Trước mắt chính là Tống Lương kia đơn sơ hàng xá, này con mắt nhìn lại, hai ba con kê đi tới đi lui, cửa một cái tiểu hắc cẩu, bên ngoài vây quanh ly ba, trên cửa sổ mành còn phá cái lỗ hổng, Kim Đào sửng sốt. Nhà ngươi như vậy phá a. À. Hai người cho cửa nhà dừng lại, Kim Đào ai oán nói. Nương tử nhà chúng ta không phá A, à, nóc nhà cỏ tranh đều vẫn là tân, sẽ không lậu vũ. Tống Lương đối với bản thân hôm qua một phen quét dọn tân trang rất là vừa lòng, ở trong thôn nhà hắn tính không sai. Ta đói bụng, chuẩn bị cho ta điểm tâm. Nàng căm giận đi vào ly ba viện, chỉ thấy chiêu đệ bưng ăn sáng tiểu cơm nên diện mà đến. Tiểu thư cô gia ăn cơm. Xem tiểu trên bàn nấu trứng gà, rau xào, cháo thịt. Tống Lương nhíu mày nương tử buổi sáng ăn này đó rất xa xỉ ta ăn quen rồi nàng nhắc tới đủ bắt đầu ăn điểm tâm là nương tử thích ăn ta đây sau này nhiều ban nhân viết tự kiếm nhiều chút đồng tiền cấp nương tử mua xong ăn tống lương cũng bắt đầu đề đủ ăn cơm không cần ngươi kiếm tiền ta này đồ cưới đủ chúng ta ăn nàng một bên chọn lựa nhặt ăn điểm tâm một bên nói với hắn nương tử kia mấy rương đại thước, là đủ ta ăn lâu, nhưng tiền vẫn là kiếm, cũng không thể miệng ăn núi lỡ. Cái gì? Kim Đào đột nhiên đứng dậy, đại thước. Ta kia nhưng là mấy rương vàng bạc châu báu lĩnh la tơ lụa. Này! Tống lương gia cảnh bần hàng, hạ xính lễ so với không thể so kia mấy rương đại thước. Tống lương ngượng ngùng cười cười, nương tử yên tâm. Chuẩn sẽ không nhường nương tử bị đói. Ta cái kia cha hắn đang làm sao nha? Tức chết ta! Của ta đồ cưới chính là mấy rương đại thước. Nương tử xin bớt giận, này kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, ngày khởi bảo trì hảo tâm tình này nhất cả ngày tài năng trải qua tốt, nương tử đến, ăn trứng gà. Tống lương bác khai một cái trứng gà bỏ vào nàng trong chén. Ăn no. Chiêu đệ, tiến tới hầu hạ ta. Tiểu thư. Chiêu đệ hôm nay liền muốn hồi hương gả cho người, không thể hầu hạ tiểu thư." Chiêu Đệ cúi đầu bắt đầu rơi lệ. "Cái gì? Ngươi cũng phải lập gia đình?" Kim Đào kinh ngạc, "Ta đây làm sao bây giờ?" "Thực xin lỗi tiểu thư." Chiêu Đệ bỗng nhiên quỳ xuống đất. "Đứng lên, đứng lên." Kim Đào vội vàng đem nàng nâng dậy, nghĩ đến Chiêu Đệ theo 14 tuổi liền hầu hạ nàng, đi theo nàng luôn luôn lưu cho tới bây giờ cũng qua lập gia đình tuổi này. Bản thân chậm trễ bản thân không quan trọng lại chưa từng nghĩ tới cư nhiên chậm trễ bên người nha hoàng, Kim Đào nhất thời có chút ấy nấy, là tiểu thư ta có lỗi với ngươi, ta chỉ là thói quen ngươi hầu hạ, không nghĩ tới ngươi cũng phải lập gia đình. Tiểu thư, Chiêu đệ không gả, Chiêu đệ lưu lại hầu hạ tiểu thư. Chiêu đệ nói xong vừa muốn quỳ xuống. Đừng nói ngốc nói. Đứng lên đi, nói nói xem, gả người nào nha? Kim Đào hỏi lão gia thác bà mối giúp chiêu đệ tuyển thân là cái phu tử chiêu đệ nói nga làm cho ta cha giúp ngươi xem xét đã tuyển hữu tuyển trừ bỏ con mọc sách sẽ không khác kim đào bất đắc dĩ nói ăn xong điểm tâm lưu lại tống lương một người thu thập bát đũa nàng vào phòng liền bản thân đêm qua mang trang sức chọn chiếc vòng tay đưa cho chiêu đệ gần giữa trưa nhìn theo chiêu đệ cách thôn nàng thế này mới nhàm chán vô nghĩa vào phòng nương tử, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc, ta đem hôm qua viết dùng tự làm cho người ta đưa đi. Nga! Đi thôi! Độc tự ngồi ở phòng trong, Kim Đào bắt đầu ngẩn người. Nàng thật sự liền muốn như vậy nhận mệnh, đi theo thư sinh quá cả đời sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Đuổi ra Kim Gia bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đuổi ra kim gia chạm vạn thời gian, tống lương trở về nhà. Vừa vào gia môn liền gặp kê thỉ đầy đất, lá rụng mãn viện, trên bàn bát đĩa chưa thu thập, tiểu hắc cẩu cúi đầu một bộ đói cực kỳ bộ dáng. Nương tử Nương tử Tống lương chạy nhanh vào phòng môn, đã thấy kim đào nằm cho sạp thượng ngủ. Ngươi đã trở lại. Ta đói bụng giữa trưa cơm cũng chưa ăn nàng xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng dậy là ta phải đi ngay nấu cơm tống lương ngộ đạo vội vàng khởi táo nấu cơm thiêu hảo cơm hắn lại bắt đầu quét dọn trong nhà sân thu xiêm y lau bàn rửa chén đũa ngươi cả một ngày đều đi chỗ nào liền ban nhân viết thư a kim đào bất mãn than thở phóng nàng ở nhà nhất cả ngày đều nhanh nhàm chán muốn chết nương tử Tống Lương không chỉ có ban nhân viết thư, còn muốn đến trấn trên bán thảo dược, này đó là hôm nay kiếm văn tiền. Nói xong, hắn đưa trong dạ lấy ra mấy mai tiểu tiền đồng. Cho ta làm chi? Chính ngươi lưu trữ thì tốt rồi. Kim Đào không có tiếp kia mấy mai tiền đồng, tự cố ăn bản thân đồ ăn. Là, kia Tống Lương cấp nương tử tồn. Nương tử dùng bữa. Hai người dùng xong rồi cơm chiều, Tống Lương bắt đầu nấu nước tắm rửa, mấy trương đại thức tắc bị hắn trí đặt ở phòng trong trong ngày thường thủ hoàng thước còn có thể làm cái bàn sử dụng đối với tắm rửa chuyện này Kim đào bắt đầu oán giận này chậu làm chi dùng là Nương tử đây là cho ngươi tắm rửa dùng là chậu thế nào tẩy a à? ta muốn một thùng vải nước lớn nàng luôn luôn bị người hầu hạ quen rồi Nương tử vải nước lớn rất mất công này chậu cũng không giống nhau sao hạ sắc trời đã tối muộn, Tống Lương cũng không biết đi chỗ nào cấp nương tử tìm nhất vải nước lớn. Tống Lương lúng túng nói: "Thâm Sơn cùng cốc khẳng định tìm không ra, quên đi, ngươi đi ra ngoài đi." Chấp nhận tẩy xong rồi tắm, Kim Đào bắt đầu oán trách nổi lên Tống Lương phòng ở, một lát ngại phòng ở hẹp, một lát ngại nghi bẩn, một lát oán trách không ai hầu hạ, một lát oán trách không cái bàn trang điểm cái gì. Quỷ quốc nương tử, Tống Lương nhất định nhiều tránh điểm tiền cấp nương tử đặt mua, kính xin nương tử chờ một chút, lại chờ một chút. Chờ cái gì chờ, ta hiện tại liền trải qua không thoải mái, không ai hầu hạ ta trang điểm thay quần áo, ta thế nào sống nha ta? Nương tử yên tâm, này còn có tống lương ở đâu. Ngươi không cho chạm vào ta, tuy rằng thành thân nhưng bổn tiểu thư tuyệt sẽ không hạ mình cho ngươi một cái con mọc sách. Là. Vĩ quốc nương tử, ta phải về nhà kim đào chân không chạm đất thủ không dính nước than thở nương tử từ nay trở đi ta cùng ngươi lại mặt lại mặt hôm nay tống lương đông thấu tây thấu bị nhiều lễ thế này mới đi theo kim đào lại mặt nhưng ở nông thôn đến việc thành đường xá tương đối xa xôi kim đào đi chưa được mấy bước liền bắt đầu kêu mệt này tống lương đành phải vừa đi vừa an ủi nàng cho nàng phiến phiến phong đệ đệ thủy rốt cục chạy tới kim gia đại trạch kim đào đánh kê huyết dường như thẳng hướng bên trong hướng nàng nương tố khổ kim phu nhân mặc dù một mặt không đành lòng này nói ra an ủi lời của nàng lại cùng nàng kia lão cha một cái hình dáng nữ nhi a à, nghe lời mẹ buổi tối ở một đêm sáng mai sẽ theo tống lương về nhà đi biết không kim phu nhân an ủi nói nói cái gì ta cũng sẽ không thể đi trở về kia địa phương căn bản không phải nhân trụ ngài nhị lão như vậy nhẫn tâm đem nữ nhi gả đến con mọc sách chỗ kia đi chịu khổ ta làm sao có thể có các ngươi như vậy cha mẹ nha hồ nháo gã đều gã cho còn nói cái gì muốn trách chúng ta nhẫn tâm vậy ngươi sau này cũng đừng trở về kim gia quyền đương đối với ngươi này nữ nhi kim đại quý giận dữ hét cha nhạc phụ đại nhân nương tử vô tâm thuyết kính xin chớ trách chớ trách tống lương cùng kim đào đều mắt choáng váng này kim đại quý như thế nào bỗng nhiên đối nhà mình nữ nhi như vậy không muốn gặp lại mặt ngày hôm đó kim gia mấy con trai đều đã trở lại như là hồi lâu không có nhất đại gia tử một khối ăn cơm kim đào nhất thời có chút buồn bực này buồn bực quy nạp buồn nàng kia khỏa không nghĩ hồi thanh mặt thôn tâm cũng là tuyệt đối sẽ không dao động cơm chiều sau thừa dịp đại gia tán gẫu lúc này nàng giả tá trở về phòng nghỉ ngơi lúc đó nghi chuồn ra gia môn không có thường lui tới chiêu đệ tại bên người hầu hạ cùng nàng chung quanh gặp rắc rối độc ảnh đang chỉ nàng chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng sáng mai cha mẹ liền muốn nhường kia thư sinh mang bản thân hồi cái kia cùng phá phu gia, nàng thật sự là không cam lòng. Một đường nghiền ngẫm tâm tư, nàng đi tới tướng quân cửa phủ. Cửa hai cái thị vệ tự nhiên là nhận ra nàng đến, chỉ vì nàng từng vì gặp thích dương tự một mặt mà phiên tường, cố, tưởng nàng kia thường xuyên phiên người khác tường hư thanh danh định là này lưỡng tên thả ra đi. Không có chiêu đệ thay nàng ra chủ ý, Kim Đào không biết nên làm thế nào cho phải. Này thích dương tự quả tháng sau quả thực muốn cưới vợ sao. Hồi tưởng hắn khải hoàng mà về ngày ấy, bản thân ham chơi nữ phẫn nam trang trà trộn vào tướng quân phủ, cùng thích dương tự nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nàng nhớ được lúc đó hắn còn nói quá. Như ngươi là cái nữ nhi thân, hôm nay này hoa nghênh yến ta định cấp nó biến thành tiệc cưới. Khả sau này nàng khôi phục nữ nhi thân vài lần tam phiên tới gặp thích dương tự lại tổng không còn thấy không được. Hôm nay Phi gặp thích tướng quân một mặt không thể. Nàng tự mình cổ vũ căm giận hướng tướng quân phủ môn đi đến. Cửa lưỡng thị vệ vừa định rút kiếm chặn lại, nội môn lại truyền đến một cái kiều tế giọng nữ. Tướng quân muốn ra phủ, các ngươi ngăn đón làm chi? Xa xa nghe được lời này, Kim Đào lập tức ẩn thân thạch sư phía sau, chỉ thấy một thân cẩm bào ngọc y thích dương tự phía sau đi theo hai cái kiều mị nữ tử bước ra tướng quân phủ đại môn kim đào nghĩ đến bản thân đối thích dương tự phương tâm ám cho hắn lại liên tiếp đón dâu bản thân còn tại cha mẹ liên hợp hạ gã cho không phân không biết không thích con mọc sách nàng liền chợt cảm thấy nghẹn khuất vì thế không uổng cân nhắc chắn thích dương tự trước mặt này ai nha thích dương tự phía sau lưỡng tiểu thiếp thấy nàng nửa đường chặn lại có chút tức giận vị cô nương này khả có chuyện gì thích dương tự hỏi thích tướng quân ngài không nhớ rõ ta sao Kim Đào hỏi. Thích Dương tự đem nàng một phen đánh giá, nói. Quả thật chưa thấy qua cô nương ngươi. Thích tướng quân không phải nói, như ta là nữ nhi thân, liền muốn cưới của ta sao? Kim Đào ủy khuất nói. Ngươi. Ngươi là cái kia. Thích Dương tự ngộ đạo, lúc này, phía sau hai gã thị vệ chạy nhanh tiếng lên báo cáo thân phận của nàng. Thích Dương tự nháy mắt trầm mặt, không có nói nhiều, lãm quá bên người lưỡng tiểu thiếp thẳng trời đi bị vắng vẻ kim đào một đường bị người chỉ trỏ trở về kim gia chân trước vừa mới tiến môn liền nghe thấy kim đại quý ở trong sảnh giận dữ ngươi cái mất mặt xấu hổ gì đó cha ngươi ta da mặt đều cho ngươi mất hết kim đại quý đỏ mặt tía tai khí không được nữ nhi a à, ngươi nói làm sao ngươi như vậy không quy củ đều gả cho người còn dám đi tướng quân phủ ngươi sẽ không sợ người chê cười kim phu nhân một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng cô đơn tống lương không nói một lời đứng ở một bên cũng không xem nàng là các ngươi bắt buộc ta gả cho này con mọc sách ta có cái gì sai ta nghĩ gả cho người mình thích có cái gì sai kim đào bỗng nhiên mở miệng tranh cãi phản chi lại nên đón kim đại quý một cái vang vọng đại sảnh bạc tai nhạc phụ đại nhân tống lương rốt cục phục hồi tinh thần lại che ở nàng phía trước. Kim Đào Ta Kim Đại Quý sau này đối với ngươi này nữ nhi, ngươi lập tức cút cho ta, từ đây Kim Gia với ngươi không nửa điểm can hệ, ngươi cút cho ta. Lão Gia Kim Phu Nhân ai oán Cha Ngài đuổi ta đi Kim Đào mắt choáng ván Đối Lập tức cho ta đi Ngươi muốn không muốn cùng tống lương qua ngày, cũng đừng hồi Kim Gia, ta kim gia hắt đi ra ngoài thủy không trở về thu. Chạy nhanh cút, đừng cho ta dọa người. Kim đại quý khí không mang theo suyễn một trận giận xích. Rốt cục, kim đào đỏ hốc mắt ôm bị đánh biên mặt chạy ra kim gia đại môn. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Lần đầu quan sát phu quân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương. lần đầu quan sát phu quân trăng tròn treo cao gió lạnh phơ phất kim đào một đường nỉ non một đường chạy chậm tống lương đuổi tới nàng đằng trước đem nàng ngăn lại nương tử nương tử chớ khóc nhạc phụ đại nhân chính là nói nói dỗi đều tại ngươi nếu không là ngươi ta hiện tại sẽ không như thế thảm cha mẹ ta không cần ta thích tướng quân không thích ta nương tử nhạc phụ đại nhân hôm nay nói chuyện có chút trọng ngươi đừng để ở trong lòng. Khả nương tử cũng có không đúng địa phương. Nương tử đã là của ta thê, sao còn có thể đi tìm nam nhân khác? Như nương tử cố ý như thế, tống lương sau này sẽ không nhường nương tử hồi Việt thành. Ngươi nói cái gì nha ngươi? Con mọc sách. Tự nhiên còn dám giáo huấn ta. Hai đầu bị khinh bỉ, hơn nữa gã cho bản thân không người trong lòng. Trong lòng nàng sớm tích lũy chứa nhiều cảm xúc, lần này tất cả đều khóc ra, khóc khóc vậy mà lưng quá khí đi làm kim đào lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai sáng sớm phát hiện bản thân ở tống lương trong phòng thế này mới nghĩ đến đã trở về thanh mặt thôn trên bàn là trứng gà cùng cháo trắng bên giường trên ghế là tống lương chuẩn bị tốt rửa mặt thủy cùng khăn trắng nàng không tình nguyện bản thân rửa mặt một phen ăn điểm tâm liền như vậy ngồi ở trong phòng phát ra ngốc tuy rằng bản thân đối thích tướng quân phương tâm ám hứa nhưng theo đêm qua hắn biết bản thân thân phận vẻ mặt đến xem định cũng là tin này bên ngoài đối nàng thanh danh chửi bới một phen tâm ý lạc cái như thế kim đào đối thích dương tự bắt đầu có chút bất đồng cái nhìn nghĩ bản thân cũng đã là cái gái lỡ thì việc thành lý nữ tử đa số đều ở nhị tám năm hoa nhất chi hoa thời điểm gả cho người như kia thích dương tự luôn luôn không chịu cưới bản thân chẳng lẽ nàng liền chung thân không gả sao nàng nghĩ đã nhiều ngày cùng Tống Lương ở chung, phát giác hắn trừ bỏ lá gan có chút tiểu, kỳ thực làm người coi như thành thật, nhân phẩm cũng coi như đoan chính. Bản thân có lẽ nên nhận mệnh, không nên cũng không có việc gì một phen làm ầm ĩ, hại cha mẹ đều đã đánh mất mặt. Một trận tỉnh ngộ, nàng chợt cảm thấy đêm qua ở tướng quân cửa phủ kia phiên làm quả thực là tự rước lấy nhục, có lẽ nàng thật sự làm sai rồi, có lẽ nàng nên trở về đi theo cha mẹ nói lời xin lỗi, khẩn cầu bọn họ tha thứ đến giữa trưa nàng bắt đầu đói bụng liền buổi sáng trứng gà cháo trắng điền đầy bụng nàng bắt đầu suy nghĩ tống lương nơi đi nghĩ tống lương tuy là cái thư sinh nhưng mình đã gả cho hắn đêm qua vẫn còn đi tìm thích dương tự định là cho hắn hảo một trận đã kích như vậy suy nghĩ nàng liền ra cửa một đường đi đến từ đường thấy thôn trường nàng bắt đầu hỏi thăm tống lương rơi xuống a à, lương đi lên núi kia đứa nhỏ buổi sáng thay người viết thư viết phương thuốc giữa trưa liền bản thân đi lên núi ngắt lấy thảo dược đánh giá chạng vạn hắn sẽ trở lại ta đây đi lên núi tìm hắn nói xong kim đào liền phải rời khỏi ôi sơn đạo không dễ đi ngày này thiên kim chi khu sợ là thông trường một bộ có khả năng cao tiểu lão đầu bộ dáng ta chỉ là sẽ không làm sống đi còn không hội a à. thông trường ta đây đi rồi ôi cẩn thận một chút a à mắt thấy kim đào một đường đi xa, thôn trường gật gật đầu, này cô nương luôn chiều từ bé quen rồi, cũng không biết có thể hay không cùng tống lương hảo hảo qua ngày. này thanh mặt thôn núi nhỏ đầu cũng không cao, kim đào lại đi được không kịp thở, nàng mệt cực kỳ, nghĩ chạy tới giữa sườn núi, hiện tại đi trở về chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vì thế nghỉ ngơi tiểu một lát nàng lại bắt đầu hướng trên núi đi. thư sinh, ngươi ở đâu a? À? đến ngọn núi cũng không gặp tống lương thân ảnh nàng bắt đầu có chút sốt ruột đối với trống rỗng núi rừng la lên tên của hắn này xuất môn bất lợi nàng vừa mới tưởng xoay người đi nơi khác tìm mắt cá chân chỗ liền truyền đến một trận nho nhói cảm giác cúi đầu vừa thấy đúng là một con rắn a à, một tiếng thép chói tai đem chôn ở tạp trong đống rơm tống lương kinh ngạc cái tỉnh Hắn chạy nhanh chung quanh tìm một phen thế này mới thấy ngồi sững trên đất sợ tới mức lo sợ không yên bất động Kim Đào. Nương tử. Hắn một phen xông lên trước nắm chặt xà thất tất, xà miệng bắn ra hai giọt máu tươi, liền như vậy bị hắn bóp chết. Con mọc sách. Ta. Ta bị rắn cắn. Muốn chết. Kim Đào sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nương tử chớ sợ, ta nhìn xem. Hắn chạy nhanh xem xét Kim Đào mắt cá chân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nương tử chớ sợ, này xà không độc, nương tử như thế nào độc tự chạy lên sơn đến. Ta tới tìm ngươi a, à, con mọc sách. Ta thế nào nhúc nhích không xong. Nương tử bị sợ hãi, là tống lương lỗi. Tống lương dở xuống ba lô, xử lý tốt của nàng miệng vết thương. Một đường ôm, lưng, đỡ, đổi tư thế đem nàng đưa trở về nhà. Về nhà hai người, đối với chưa bao giờ như thế thân cận quá nam tử kim đào mà nói tống lương mới vừa rồi như vậy ôm nàng lưng nàng đỡ nàng đã làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt xem tống lương qua lại bận rộn thân ảnh nàng bắt đầu con mắt đánh giá nổi lên này nàng đã gả cho mấy ngày phu quân tuy rằng là cái thư sinh nhưng tự hồ hắn cùng bản thân sở hiểu biết thư sinh có chút bất đồng nói như vậy giống bản thân vài cái ca ca như vậy văn nhân miệng đầy thi văn lại đều là kiên không thể chọn tay không thể sách nam tử. Mà này Tống Lương, lại tự hồ có khả năng việc tương đối nhiều. Xem Tống Lương ngồi sổng cửa lựa thảo dược bộ dáng, nàng bắt đầu tinh tế đoan trang. Mũi cao thẳng, môi không tệ không hậu, màu da không có thông thường thư sinh như vậy bạch, phỏng chừng cũng là thường xuyên lên núi phơi. dáng người cao gầy, tướng mạo chỉnh thể mà nói coi như là cái tương đối tuấn tú nam tử. Như là phát giác có người ở nhìn hắn, Cuối đầu lựa thảo dược tống lương bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, kim đào thoáng chốc đỏ mặt, chạy nhanh nghiêng đi mặt đi. Nương tử, này đó thảo dược có thể lấy đến trấn trên y quán đi bán, nếu có thể phí chút công phu phơi nắng khô, giá cũng tương đối cao một điểm. Tống lương cho rằng nàng đang nhìn thảo dược, cùng nàng một phen giải thích. Nha, ngươi trừ bỏ đọc sách, còn có thể công nhận dược liệu a? chúng ta tổ phụ sinh tiền là cái lan trung, cha ta lúc ấy không học y, tổ phụ sẽ dạy cho ta, sau này tổ phụ qua đời, cha ta lại hy vọng ta có thể đọc sách đi thi, cho nên liền nửa đường khí y theo văn. Nga Khi tính ra Ngươi còn cũng coi như hiểu được không ít Nàng nhỏ giọng nói Nương tử quá khen Có thể duy trì sinh kế Tống lương chỉ hy vọng bản thân có thể học thêm chút bản sự Hắn ngây ngô cười chờ mấy ngày nữa, ngươi theo giúp ta hồi việc thành đi. Ta nghĩ cấp cha mẹ ta dập đầu nhận sai. Hảo. Nương tử nghĩ thông suốt là chuyện tốt, nhạc phụ nhạc mẫu định cũng nhất định thắt thỏm nương tử. Ân. Ừ. Bởi vì bị thương, Kim Đào càng không muốn xuống giường, mà Tống Lương tắt giống như cha giống như nương lại giống như nha hoàng hầu hạ nàng. Buổi sáng Tống Lương chuẩn bị tốt cơm, chạn vạn về nhà, Tống Lương làm cơm chiều còn phải quét dọn phòng ở, cho nàng nấu nước tắm rửa. Bạn cảm thấy như vậy đương nhiên Kim Đào, rốt cục ở Thương Hảo hôm nay thừa dịp cực tốt thời tiết ở trong sân đi lại đi lại. Trong viện tam con gà đi tới đi lui, tiểu hắc cẩu ghé vào ngày hạ phơi nắng. Nàng chuyển trương ghế đang chuẩn bị ngồi xuống, lại nghe thấy một trận khe khẽ nói chuyện riêng. Nguyên lai like là cách một đạo cao ly ba hàng xóm đại nương gia, Kim Đào vốn không có thám thính ngàn ngôn toái ngữ thói quen, lại đang nghe đến đối phương nói tên Tống Lương sau, dựng lên lỗ tai. Lý Đại Thẩm, ngươi nói một chút, A à Lương đứa nhỏ này đến cùng tạo cái gì nghiệt? Làm sao có thể cưới như vậy cái nàng dâu? Ai? Đúng vậy, hắn cha mẹ qua đời sớm, hắn 17 tuổi bắt đầu thay người viết chữ kiếm tiền, sớm tiền ta còn nghĩ như vậy chịu khó đứa nhỏ, lại biết chữ lại biết y, tuy rằng trong nhà không cái thiên tình thế, ruộng đất, nhưng nói như thế nào cũng có thể tìm cái hiền lành cô nương hầu hạ tại bên người nào biết nói nhưng lại cưới như vậy cái nữ tử đúng vậy nghe nói là trong thành cô nương thành này lý cô nương yếu ớt lại thế nào yếu ớt cũng không thể để cho mình nam nhân hầu hạ nàng nha ngươi nhìn một cái a lương kia đứa nhỏ mỗi ngày làm việc về nhà còn phải hầu hạ nàng cho nàng nấu cơm nấu nước ta đây thường xuyên đi ngang qua cửa nhà hắn đều nhìn xem nhất thanh nhị sở ai nói không là a à, ta nghe nói a à, này cô nương ở trong thành vốn là gã không ra năm nay tuổi lại không nhỏ sau này không biết sao liền quán thượng tống lương đứa nhỏ này người nói nhỏ chút này cô nương lai lịch không nhỏ phú hộ nhân gia tới trong thành kim viên ngoại gia là 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 nói nhỏ chút này phú gia tiểu thư chính là yếu ớt ai đáng thương a à lương kia đứa nhỏ Hạ xính lễ cùng kia cô nương mang đến đồ cưới không kém là bao nhiêu. Không gì ưu việt không nói, còn phải cả đời hầu hạ vị này cô nải nải. Nghe cách vách hai cái đại nương ngươi một lời ta nhất ngữ nghị luận của nàng không chịu nổi, kim đào mặt là lại thanh lại tử, hốt hồng hốt bạch. Tuy rằng nàng là từ tiểu nuôn chiều từ bé, nhưng nàng cũng biết xuất giá tòng phu, tam tòng tứ đức, nữ kinh nàng cũng không thiếu xem qua. Chính là nàng thói quen bị người hầu hạ hơn nữa tống lương luôn luôn chiếu cố bản thân cũng chưa bao giờ từng có câu oán hận nàng liền quyền đương hẳn là hôm nay này vừa nghe nghe thấy đáy lòng nàng không hiểu đến đây kính nhi ở trong thành nàng là vì một lòng nhớ thương thích dương tự cự người khác cầu hôn hơn nữa sau này đối với thích dương tự triển khai theo đuổi mà xú danh chiêu khả khi đó nàng chưa từng để ý người khác đối bản thân cái nhìn hiện thời cũng không đồng tại đây nho nhỏ thanh mặt thôn bên trong vì điểm này chuyện này nàng không chừng sẽ bị người tin việc thành bộ dáng gì nữa. Đến lúc đó lại cho nàng đến cái không tuân thủ nữ tắc, hết ăn lại nằm, ức hiếp phu gia đắc tội danh, khi nàng đời này cuối cùng là sống đến chỗ nào suy đến chỗ nào rồi. Không được, nàng muốn thay đổi, nàng muốn nhường thanh mặt thôn nhân biết, cho dù là phú gia tiểu thư, cho dù là trong thành đến cô nương, cũng là cái hiền lương thục đức, chịu khổ chịu khó cô nương tốt. Tác giả có chuyện muốn nói bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Tự mình thay đổi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Tự mình thay đổi hôm nay, Tống Lương về nhà, vừa vào gia môn hắn liền choáng váng. Trong nhà tam con gà bị khung ở trong sọt thầm thì thẳng kêu, trên đất lá rụng cùng kê thỉ ngay cả thổ mang sa bị tạo thành nhất tòa núi nhỏ, này trên bàn sạch sẽ không có đãi thu thập gì đó, càng gọi hắn ngạc nhiên là này tiểu hắc cẩu trong chén cư nhiên có đồ ăn. Bất quá! Này đồ ăn là! Tống lương sửng sốt, này không là hắn buổi sáng nấu trứng gà sao? Nhà hắn đây là xảy ra chuyện gì nhi? Tống lương vội vàng vào phòng, lại nghe thấy táo trong phòng truyền đến ho khang thanh. Nương tử! Nương tử! Ta! Ta ở chỗ này! Nương tử, ngươi làm cái gì vậy? Xem một mặt bụi, ô bế tay áo bãi cùng làng váy kim đào tay cầm đại thiết trước ở trong nồi trộn lẫn, hắn nhất thời hiểu được. Ngươi đã trở lại, đêm nay ăn cháo, ta mau nấu tốt lắm, ngươi trước đi ra ngoài đợi chút. Nương tử. Ta đến thì tốt rồi. Nương tử đừng mệt. Tống lương có chút phản ứng không đi tới. Ai nha, cho ngươi đi ra ngoài chờ nha. Là. Ta đây đi chờ. Tống Lương lăng lăng ra táo phòng. Một lát công phu sau, Kim Đào Thịnh nhất bát tô cháo xuất ra. Trong cháo không chỉ có phiêu ra mùi thịt, còn có đồ ăn hương. Nương tử, ngươi đây là đem thịt cùng đồ ăn đều nấu cùng nhau. Tống Lương kinh ngạc. Đúng vậy. Đây là ta tiếng táo phòng duy nhất hội làm. Trước kia cha ta quá đại thọ ta không biết đưa cái gì lễ vật cho hắn thời điểm, liền đi theo trong nhà đại nha hoàng học này nói cháu thực hiện, đem thịt thái sợi, đồ ăn thiết toái, còn có ngô lạp A, à, cải củ đinh A, à, ngươi ăn ăn xem. Hảo, hảo, vất vả nương tử. Tống lương thụ sủng nhược kinh cầm lấy bát chuẩn bị thịnh cháo, bỗng nhiên bị kim đào ngăn lại. Đợi chút, ta giúp ngươi thịnh. Nương tử không cần, ta bản thân đến là tốt rồi. Không được, ta được giúp ngươi thịnh. Nàng không khỏi phân trần đoạt lấy bát giúp hắn thịnh tràn đầy nhất chén lớn. Tống Lương tiếp nhận nóng hầm hập cháo thịt, thổi thổi mát uống lên mấy khẩu. Thực hương. Nương tử hảo trù nghệ. Nói xong, hắn liền chuyên tâm uống khởi cháo đến. Kim Đào ở một bên đắc chí, nàng nhất định nhường này nghị luận của nàng nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tống Lương hạnh phúc uống nương tử nấu cháo, chính là uống đến một nửa, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Như thế nào? Nóng. Kim Đào hỏi. Nương tử nương tử chớ không phải là còn tưởng theo ta cùng cách hắn bỗng nhiên buông bát, vẻ mặt sầu bi a à. kim đào sửng sốt nương tử đã nhập ta tống gia đã là ta tống lương thê tống lương tự biết gia cảnh bần hàng không xứng với nương tử nhưng tống lương nhất định sẽ nghĩ biện pháp học thêm chút bản sự nỗ lực nhường nương tử quá tốt chút nương tử làm gì làm gì phi muốn cùng ta cùng cách ta không muốn cùng ngươi cùng cách a à. Kim đào choáng váng. Khi nương tử hôm nay sao liền bỗng nhiên. Làm nên đến việc nhà nhi, còn thân hơn tự hạ trù. Chẳng lẽ không là muốn nhường tống lương thả ngươi đi sao? Hắn ủy khuất nhìn chầm chầm nhà mình nương tử, sợ nàng một cái gật đầu đã nói đúng vậy, ta muốn đi. Ngươi cũng nói ta đã là ngươi thê tử, thê tử hầu hạ trượng phu, có cái gì không đúng? Không hầu hạ cũng không đúng, này hầu hạ ngươi lại không thoải mái, đến cùng muốn ta làm như thế nào nha? Kim Đào bất mãn nói. Nương tử như thế hiền lành, là tống lương tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nương tử không cần tận lực làm này đó, ta đến làm thì tốt rồi, nương tử cứ việc nghỉ ngơi. Tống lương rốt cục giảng ra mày. Khi cũng không thành. Dù sao ta ở nhà đợi cả một ngày cũng là nhàm chán. Học học thủ công nghiệp cũng không có gì thôi. Nương tử nói là, ta là sợ nương tử mệt. Vậy ngươi liền đối ta tốt điểm. Là là. Nhất định. Gả cho tống lương ủy khuất nương tử, tống lương nhất định nỗ lực. Tốt lắm, tốt lắm, mau đưa cháo uống lên, mát không tốt uống lên. Này gả đều gả cho, ủy không ủy khuất ta cũng nhận. Là, tống lương nhất định không nhường nương tử chịu ủy khuất. Tống lương tâm tình cực tốt, liên tục ăn ba bốn bát, thu thập bát đủ thời điểm, Kim Đào vẫn là không nhường hắn động thủ, kiên trì bản thân thu thập rửa. Ăn xong rồi cơm, nàng bắt đầu có chút xấu hổ, Tống Lương nhưng là ở một bên hạch toán hôm nay thu vào không chút để ý. "Thư." "Tống Lương." "Nương tử, ta ở." Tống Lương không có quay đầu, một bên sổ tiền đồng một bên đáp ứng. "Ngươi muốn hay không tắm rửa a?" À? Tống Lương định rồi định, rốt cục xoay người lại. "Trễ chút tẩy." nương tử muốn tẩy sạch. Ân. Cái kia thủy thùng quá nặng ta đề bất động, ngươi giúp ta nấu nước thành sao? Vốn định ông đồng sở hữu thủ công nghiệp nhi nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân rất nhiều cần khí lực việc đều làm không xong, chợt cảm thấy thất lạc. Ta phải đi ngay, sau này nấu nước này đó việc nặng nhi ta đến tự thành, nương tử chỉ để ý chờ. Tống lương ra cửa cho nàng nấu nước, nàng tắm rửa thời điểm, tống lương liền ở ngoài cửa thủ mà tống lương tắm rửa thông thường đều rất đơn giản hắn trực tiếp ở trong sân tẩy tẩy xong rồi tắm đêm cũng mau thâm hai người đóng cửa phòng kim đào thượng sạp tống lương bắt đầu phô ngươi đi lên ngủ đi tống lương lại định rồi định nương tử nói cái gì cho ngươi đi lên ngủ nha trên đất lãnh tống lương sững sờ ở tại chỗ xác định bản thân không có nghe sai sao ông đệm chăn gối đầu nuốt nuốt nước miếng nương tử thật sự làm cho ta với ngươi cùng nhau ngủ sao? Ân, ừ. vợ chồng là muốn ngủ ở cùng nhau. Bất quá ta bây giờ còn không làm gì thích ứng, bất quá ngươi chỉ để ý ngủ, không thể động thủ động cước. Nga, là, nương tử yên tâm. Hắn chậm thủ chậm chân thoát ủng, thượng sạp, nơm nớp lo sợ đắp chăn, banh thẳng thân mình vẫn không nhúc nhích. Ngủ đi. Là, nương tử. Tống Lương nhìn một cái đảo mắt xem nàng, thấy nàng còn nhìn chầm chầm bản thân, lại sợ tới mức không dám nhúc nhích, chạy nhanh nhắm mắt lại ngủ. Kim Đào nhịn cười ý, nghiêng thân mình nhắm mắt chợp mắt, bên người hơn cá nhân cùng nhau ngủ thật đúng là không thói quen. Bất quá, này con mọc sách thế nào thấy tự bản thân sao sợ hãi. Nhớ được thành thân đêm đó hắn đều phát trung đem đòn cân điệu trên người bản thân. Chẳng lẽ nàng có thật sự đáng sợ như vậy? Đêm dần dần thâm, luôn luôn chợp mắt kim đào rốt cục nghe được tống lương buông ra tiếng hít thở nàng lặng lẽ mở mắt ra gặp tống lương một bộ tá phòng bị bộ dáng xem ra là thật ngủ theo dõi hắn mặt nàng trầm tư hồi lâu bản thân hiện thời còn không có thể nhận cùng hắn làm chân thật vợ chồng sự tình tác giả có chuyện muốn nói bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 7 nhà mẹ để xảy ra chuyện bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Nhà mẹ để xảy ra chuyện ngày cứ như vậy không đến nơi đến chốn qua nhiều cái. Hôm nay, Tống Lương đứng dậy không có chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền, mà là đẩy đẩy trên giường ngủ say kim đào, làm cho nàng chạy nhanh rời giường, cùng nhau hồi việc thành kim gia. Nương tử, mau mau đứng dậy, trời tối tiền tài năng đuổi tới việc thành. Tống Lương một bên xem xét tối hôm qua thu thập gói đồ, vừa nói lại muốn đi lộ a à. nàng xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhớ tới phải đi lộ về nhà liền lần cảm bất đắc dĩ đều do tống lương không bản sự nương tử yên tâm lần này chúng ta thuận người trong thôn ngưu xe đi không cần đi đường nào vậy chờ tống lương tránh đến tiền liền cấp nương tử trí thất thay đi bộ gia súc ân ừ. tốt lắm kim đào sốt lên đệm chăn ngồi dậy trọng lùng thùng búi tóc hỗn độn áo sơ mi còn có kia bán lộ hồng cái yếm nhìn xem tống lương thân mình một trận buộc chặt. Nương. Nương tử, rửa mặt thủy cho ngươi bị ở đàn kia, ăn xong điểm tâm chúng ta liền xuất phát. Chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa hai người ngồi trên trong thôn lâm đại gia ngưu xe, một đạo hướng Việt Thành mà đi. Lâm đại gia chỉ cần đến ở Việt Thành ngoại, cho nên đến sau giữa trưa, vợ chồng son liền bắt đầu bản thân đi. Kim đào dọc theo đường đi niệm nhắc tới lẩm bẩm, ngại này ngại kia, một lát chân đau, một lát đau đầu. Tống lương dọc theo đường đi lại là phù lại là lưng, cười theo chỉ hy vọng nhà mình nương tử có thể thoải mái chút. Hai người rốt cục đến kim gia đại môn, nhưng này dừng lại bước, kim đào liền ngây dại. Chỉ thấy kim gia kia màu son đại môn thường, lưỡng đạo phủ nha niêm phong điều giấy thập phần dễ thấy. Sao lại thế này? Nhà của ta làm sao có thể bị che? Nói xong, nàng liền muốn đi ra phía trước sao kim gia đại môn nương tử đừng lo lắng ta đánh trước hỏi rõ ràng tống lương chạy nhanh ngăn lại nàng hai người rời đi kim gia chỗ đi đến tiểu quán trà bắt đầu hỏi thăm kim gia tại sao bị phong tống lương có lẽ trong nhà còn có người a chúng ta trực tiếp đi vào tìm xem xem không thì tốt rồi kim đào thập phần sốt ruột hảo nương tử uống trước trà áp an ủi tống lương đem nàng một chút an ủi Biên suy nghĩ, vừa đi đến trưởng quầy trước mặt giả tá hỏi một chút tân giống lá trà. Lão bản, này lá trà hảo, tinh khiêu tế tuyển, nhập khẩu thơm ngát A, à, ngài muốn mấy cân A. À? Trưởng quầy một mặt nịnh nọt. Này, ta tính tính cần bao nhiêu? Đúng rồi, hôm nay đến việc thành đi ngang qua kia kim viên ngoại gia, thấy hắn gia bị phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống lương rất là tò mò. a à, lão bản nơi khác đến đi ngài không biết, trong kinh thành đầu thất vương gia tạo phản bị bắt, tru ngay cả cửu tộc A này cùng thất vương gia có chút quan hệ đều gặp ương. Này không, này kim gia phu nhân đúng là thất vương gia bên người đồng mưu tạo phản việc lý công công con gái nuôi. Cho nên kim viên ngoại này một nhà già trẻ cũng đều lấy được tội. Tống lương ra vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là. Bất quá này kim viên ngoại phỏng chừng cũng là trước được đến tiếng gió, nhưng nhà mình kia tam con trai đều hưu thê, có thể mang đi tiểu tôn tử đều mang đi, còn có hắn cái kia gã không ra nữ nhi nghe nói sớm tiền bị hắn đuổi ra kim gia, lại nhắc đến kia cô nương cũng coi như vận khí. Như thế, kim gia đều lâm vào lao ngục tai ương. Tống lương nhíu mày. Thu sau liền muốn hỏi chém. Chưởng quầy nhỏ giọng nói. Tống lương mày túc càng sâu, hắn một phen suy tư thẳng rời đi. Ai? Lão bản, ngày này lá trà muốn mấy cân a? À? Chưởng quầy vội hỏi. Ngượng ngùng, tiểu sinh mua không nổi lá trà. Gì? Cảm tình chập chờn ta nha. Ở quán trà trưởng quầy không bốn phía phát tác tiền, Tống Lương nâng dậy Kim Đào, bước nhanh rời đi. Tống Lương đi rất nhanh, Kim Đào một bên buồn bực một bên kêu mệt. Hắn rõ ràng lưng khởi nàng, hướng ngoài thành chạy đi. Con mọc sách ngươi làm chi nha? Ta phải về nhà, trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm cha mẹ, ngươi phóng ta xuống dưới A. Kim Đào chửi đánh hắn, lại không thể tưởng được gầy yếu con mọc sách cư nhiên có lớn như vậy khí lực có thể bất vi sở động. Tra Việt Thành, Tống Lương đem nàng buông, trịnh trọng nói. Nương Tử, nhạc phụ đại nhân đã xảy ra chuyện. Nương Tử tạm thời không thể hồi Việt Thành, chúng ta về trước thanh mặt thôn, lại nghĩ biện pháp. Hắn đem Kim Gia tình huống cùng Kim Đào kể rõ một lần. Kim Đào phản ứng ở hắn lường trước bên trong, khóc sướt mướt nhất cả ngày. Làm sao bây giờ? Cha mẹ cùng huynh trưởng nhóm đều phải bị trảm đầu. Tống Lương Ta muốn làm như thế nào tài năng cứu bọn họ? Trong phòng, Kim Đào ghé vào tiểu trên bàn khóc cái không ngừng, Tống Lương ở một bên ninh khăn trắng giúp nàng sát lệ. Nương tử chớ khóc, hồi có biện pháp, Tống Lương nghĩ biện pháp. Ngươi một cái cùng thư sinh, ngươi có thể có biện pháp nào a? À? Nói xong nàng lại bắt đầu khóc trống. Nương tử chớ khóc, nương tử chớ khóc. Lại khóc tống lương tâm đều nát, nương tử nghỉ ngơi một chút, uống khẩu nóng cháo, ngủ một giấc, tống lương đi tìm thôn trường thương lượng. Tống lương bưng lên nóng cháo, một ngụm một ngụm uy nàng. Thật sự có biện pháp sao? Nàng nức nở ngay cả lệ mang cháo nhất muỗng nhỏ uống lên đi xuống. Sẽ có, nương tử yên tâm, Tống Lương đến nghỉ biện pháp. Rốt cục đem Kim Đào dỗ ngủ, Tống Lương bắt đầu thu thập phòng ở. Hắn đáp ứng rồi Nương Tử muốn nghỉ biện pháp. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8. Tống Lương đi đâu? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Chương. Tống Lương đi đâu? kim đào nhất ngủ liền đến ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại không thấy tống lương nhớ tới cha mẹ còn tại lao trung của nàng hai mắt đẫm lệ lại một lần đến rơi xuống độc tự khóc non nửa thiên vẫn là không thấy tống lương đánh giá hắn đi thôn trường nơi đó vì thế liễm liễm cảm xúc nàng bắt đầu đi tìm tống lương bất quá đến từ đường cũng không thấy tống lương thôn trường nói hắn vẫn chưa đã đi tìm hắn như vậy tống lương nhất định là đi lên núi hái thuốc nghĩ đến đây Kim Đào càng thêm khó chịu. Bất đắc dĩ bản thân gã là cái cùng thư sinh, hắn lại nghĩ như thế nào hỗ trợ, hắn cũng không cái kia năng lực A, bản thân cư nhiên còn ôm kỳ vọng chờ hắn. Kim Đào căm giận trở về nhà, luôn luôn đợi đến trời tối, Tống Lương còn là không có trở về. Bụng có chút đói, nàng bản thân nhịn điểm cháo ăn, hướng trên giường nhất nằm, thẳng đến hừng đông, trong nhà vẫn là thanh thanh tĩnh tĩnh, Tống Lương còn là không có trở về cái này kim đào nóng nảy nàng lại tìm được thôn trường thôn trường nghe nói tống lương một đêm chưa về vì thế vội vàng kêu lên trong thôn nhàn rỗi nam nhân đến trấn trên đi hỏi thăm nhưng hỏi thăm không có kết quả cứ như vậy kim đào độc tự ở tiểu nhà tranh qua ba ngày này ba ngày là nàng trong cuộc đời này khó nhất hầm một đoạn ngày nàng chỉ biết hầm điểm cháo cho nên này ba ngày nàng đều là uống cháo tới được tuy rằng nàng là cái nữ tử không cần thiết dưỡng da sống tạm Khả mấy ngày nay tống lương nàng không ở, nàng căn bản cũng không biết bản thân nên như thế nào sinh hoạt tiếp tục. Nghĩ đến cha mẹ huynh trưởng còn tại ăn lao ngục khổ, nghĩ đến bản thân vậy mà ngay cả đi xem bọn hắn một mặt đều không có cách nào, nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy bản thân là như thế không còn dùng được. Từ nhỏ sẽ không ăn qua cái gì khổ, càng không chịu quá cái gì ủy khuất. Lần đầu tiên gặp đại sự, nàng chỉ biết chân tay luống cuốn. Ngày thứ ba sáng sớm, trong nhà thủy đã dùng hết nàng dẫn theo một thùng đến chân núi dòng suối nhỏ biên múc nước dĩ vãng đều là tống lương đề thủy thủy thùng thoạt nhìn không lớn nhưng cũng không can việc nặng như nàng căn bản không có gì khí lực có thể đề động đánh xong thủy nàng đã đem làng váy đều làm ẩm cố hết sức từng bước một chuyển thủy thùng về nhà Trước cục ở mồ hôi đầy đầu gần gia môn thời điểm xa xa nghe thấy được tống lương thanh âm nương tử Kim Đào chạy nhanh buông thủy thùng, hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên xa cập cửa thôn địa phương, tống lương liều mạng hướng nàng vẫy vẫy thủ. Con mọc sách. Ba ngày không thấy như cách ba năm, Kim Đào lửa giận cùng nước mắt một khối dũng đi lên. Nàng đọa chân, chịu đựng lệ, nhưng không có tiếng lên đi. Tống lương thân ảnh vũ phát rõ ràng, nàng vốn định giận dữ hỏi hắn. Lại thấy tống lương một mặt cười không tự kìm hãm được, phía sau còn nắm một thất. Tiểu mã. Nương tử. Ta đã trở về. Tống lương lôi kéo tiểu mã nhi đi đến trước mặt nàng, thấy nàng mâu trung rưng rưng, bỗng nhiên sốt ruột. Nương tử làm sao ngươi khóc? Hay không ở trong nhà bị cái gì ủy khuất? Ngươi còn nói. Một câu nói cũng không giao đãi bỏ chạy. Làm cho ta độc thủ phá phòng. Ngươi. Ngươi xấu lắm. Nàng vốn định trợn mắt tương đối, vẫn còn là nhịn không được khóc ra. Nương tử chớ khóc. Tống lương sai lầm rồi, nhưng nương tử chịu ủy khuất, tống lương phải đi tìm biện pháp cứu nhạc phụ nhạc mẫu đi. Tống lương liên tục xua tay giải thích. Vậy ngươi tìm được biện pháp sao? Cha mẹ ta thế nào? Ngươi có hay không nhìn thấy bọn họ? Kim đào rút trừ, đình chỉ nỉ non. Nương tử yên tâm, đã. Chúng ta hồi ốc lại nói tống lương nhắc tới trên đất thủy thùng nắm tiểu mã nhi cười nói nương tử mau vào kim đào lau đi nước mắt vội vàng vào phòng tống lương đem tiểu mã nhi xuyên ở trong viện lê trên cây từ nhỏ con ngựa giỏ lý lấy ra bao nhỏ khỏa nương tử này ba ngày định không có hảo hảo ăn cơm mau tới đây ta ở trấn trên cho ngươi mua chút thịt kim đào liền tiểu bàn ngồi xuống ngửi giấy trong bao bay ra mùi thịt nuốt nuốt nước miếng ngươi trước tiên là nói cha mẹ ta thế nào nương tử yên tâm nhạc phụ nhạc mẫu đã bị miễn đi tử tội bất quá hiện thời còn nhốt tại lao trung ba năm ngủ tái nội cũng còn ra không được tống lương cho mày lại tê bắt tay vào làm bên trong thịt khối để tới trước mặt nàng nói cách khác cha mẹ cùng huynh trưởng không cần bị trảm thủ bọn họ còn có thể sống kim đào mừng rỡ đúng vậy nương tử tống lương trùng trùng gật đầu chúng ta đây có thể đi xem bọn hắn sao? Kim Đào hỏi. Chờ Tống Lương toàn nhiều điểm tiền, chúng ta phải đi xem nhạc phụ nhạc mẫu. Tống Lương khó xử nói. Hảo. Ta biết đến, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say thôi. Kim Đào cười khổ, bất quá biết cha mẹ cùng huynh trưởng nhóm cũng không có sự sống nguy hiểm, nàng cũng an tâm không ít, liền Tống Lương đưa qua thịt phiến, nàng ăn đi xuống. Nương tử, ăn ngon sao? tống lương hỏi ăn ngon hồi lâu chưa ăn thịt ta muốn mỗi ngày ăn thịt này tốt nương tử tống lương gượng gượng cười nói đúng rồi làm sao ngươi làm thất tiểu mã đi lại kim đào xem xuyên ở trong viện tiểu mã nhi rất là tò mò nói đến nàng tính tình hội tùy tiện nhưng cũng chưa từng có cưỡi qua ngựa nương tử đó là tống lương chuẩn bị cho ngươi thay đi bộ tiểu lừa Tống Lương cười nói: "Lừa? Lừa là cái gì? Ta chỉ gặp qua mã, kia không là tiểu mã nhi sao?" "Nương tử, nhỏ như vậy con ngựa đã kêu lừa." "Tống Lương hẳn, mà ta sẽ không cưỡi ngựa a." À? "Nương tử, này lừa nhi thật biết điều thuận. Ngươi từ đâu đến tiền mua tiểu mã nhi?" "Kim Đào Ngộ đạo." "Ta. Đây là." "Đưa" là tống lương một cái bạn tốt đưa, tống lương lại gượng gượng cười, nha. Kim Đào vừa ăn hương thịt, một bên nghi hoặc, cái kia. Ngươi có phải không phải ở gạt ta a, à, cha mẹ có thể miễn đi tử tội, sự tình lớn như vậy, ngươi là thế nào tìm được biện pháp? Mạng người quan thiên, tống lương như thế nào lừa gạt nương tử? Việc này, nói đến nói dài, sau này tống lương lại chậm rãi nói cho nương tử, được không? ân. Ngươi không có gạt ta là được. Khi chúng ta hiện tại muốn nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, tài năng nhìn cha mẹ là nương tử. Kim Đào tâm tình thoải mái, xem Tống Lương một mặt chân thành ý cười. Nàng đáy lòng bắt đầu nghĩ, thành thân cũng không lâu, thậm chí đều không có vợ chồng chi thực, Tống Lương lại đối bản thân như thế nhân nhượng, gặp bản thân nhà mẹ để xảy ra chuyện nhưng lại cũng tưởng biện pháp cứu giúp. Như thay đổi khác nam tử không khỏi bản thân liên lụy, sợ sớm hưu bản thân thôi. Kim Đào âm thầm suy nghĩ, dần dần cảm thấy nên nhận cùng hắn làm một đôi chân thật vợ chồng sự tình. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Chân thật vợ chồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chân thật vợ chồng đến cùng là cái khuê tú, gặp được cái chuyện gì cũng liền dễ dàng điệu lệ. Kim Đào nhất tưởng khởi bản thân ba ngày qua này không nơi nương tựa liền trừ trừ đáp đáp, tống lương một bên dỗ một bên theo của nàng lưng, thề sau này quyết không lại ném nhà mình nương tử một người. Tối rồi, Kim Đào tẩy hoàng thân mình, đẩy cửa ra nhường tống lương vào nhà đem thủy mang sang đi ngã. Hắn ngây ngô cười trải qua bên người nàng, một cổ nữ nhi hương quanh quẩn chấp mũi, tống lương bên tai đỏ lên, chợt cảm thấy nghẽn ngãn ma ma ngứa, ra vẻ trấn định đổ nước đi. Hai người đường đường chính chính quản lý hảo phòng trong hết thảy, ngồi ở sạp thượng, lẫn nhau trầm mặt. Tống lương thường thường quay đầu vụng trộn xem nàng, không biết sao tả nhĩ hồng không được. Kim đào thấy hắn có chút khác thường, chợt cảm thấy kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Lỗ tai hảo hồng, chớ không phải là sinh bệnh. Nàng mới vừa rồi còn cân nhắc nói với hắn động phòng chuyện đến. Không, không có việc gì nương tử, không sinh bệnh. Tống lương chạy nhanh trảo trảo hồng lỗ tai, khẩn trương không được. Ta coi ngươi bộ dạng này không rất hợp kính nhi, thực không có việc gì sao? Kim đào buồn bực. Thực. Không có việc gì, nương tử nhiều lo lắng. Tống lương ngây ngô cười. Vậy là tốt rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta động phòng đi. Nàng gật gật đầu, trang trọng nói. Khụ 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 tống lương một chút ho mãnh liệt không thể tin kim đào vội vàng vỗ vỗ của hắn lưng ngươi không phải nói ngươi không có việc gì sao này đều khụ thành như vậy có phải không phải này ba ngày ở bên ngoài ăn cái gì khổ khụ khụ nương tử ta không sao tống lương mảnh nuốt nước miếng thuận khí này kim đào cho hắn vỗ lưng hai người hơi thở trong lúc nhất thời thấu đặc biệt gần tống lương vừa rồi mát mẻ xuống dưới lỗ tai lại là một cổ ma ma ngứa ngươi xem ngươi, muốn uống nước sao? Kim Đào quan tâm hỏi. Không. Không cần. Tống lương tùy theo nàng chụp lưng, ánh mắt hốt hoảng, lòe lòe trốn trốn, tóm lại không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng, mặt nàng. Ta vốn định đêm nay với ngươi làm chân thật vợ chồng, nhưng nhìn ngươi như vậy không thoải mái, chúng ta liền ngày khác đi. Kim Đào cười xoay người kéo chăn. Tống lương vừa nghe nóng nảy, chạy nhanh giải thích. Nương tử ta không có không thoải mái. Ân. Ừ. Khi chúng ta động phòng đi. Kim Đào ngọt ngào cười, ngồi ngay ngắn thân mình cùng hắn mặt đối mặt. Nhìn thấy nương tử tươi cười tống lương lại là một trận tâm loạn như ma, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng như trước ngồi. Hai người nhìn nhau không nói gì cả buổi, Kim Đào rốt cục nhíu mày. Ai? Ngươi nhưng là động phòng A. Là. Tống lương tuân mệnh hắn trịnh trọng gật đầu, dịch chuyển về phía trước vị trí, nhìn chầm chầm kim đào ngược nửa ngày, rốt cục đẩu bắt tay vào làm đụng chạm của nàng vạt áo. Gọi ngươi động phòng, ngươi chạm vào ta quần áo làm chi? Kim đào vuốt ve tay hắn, một trận mặt danh kỳ diệu. Nương tử. Động phòng phải cởi quần áo. Tống lương cũng muốn thoát. Hắn hai nhĩ đều hồng. Thời tiết lạnh như thế, mặc quần áo động phòng không được sao. Kim Đào nắm thật chặt xiêm y. Tống Lương dừng một chút, hiểu được, bỗng nhiên lộ ra hạo sĩ cười ra tiếng. Nương tử cũng biết như thế nào động phòng. Kim Đào bị hắn sáng ngời tươi cười một trận hấp dẫn, kinh ngạc nói. Biết. Biết a, à, ngươi đè nặng ta thôi. Ta trước kia trong nhà đại nha hoàng nói qua. Đã nương tử sợ lãnh, kia chúng ta trước nằm xuống, tiếng trong chăn thủ sưởi ấm. Tống Lương nói như thế rất tốt. Mau tới mau tới. Kim đào nhạc A xốc lên đệm chăn tiến vào đi, ngày thường nàng cùng Tống Lương đều là một người nhất giường đệm chăn, còn tưởng rằng hôm nay cũng giống nhau. Cũng không tưởng Tống Lương cư nhiên đưa hắn kia giường đệm chăn đổ lên cuối giường, nhấc lên của nàng chăn cũng chui tiến vào. Nhà! Ta đây chăn cũng chỉ có thể khỏa một người. Kim Đào bất mãn nói. Nương tử, động phòng thời điểm cái một trương bị là đủ rồi. Tống Lương giải thích nói. Kim đào vòng vo hạ con ngươi, ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn nếu áp ở trên người bản thân, kia chẳng khác nào một người vị trí, chăng cũng đủ cái. Vậy được rồi. Kim đào thiện giải nhân ý thả khẳng khái phía bên trong xe dịch, cho hắn nhường ra nhất phương đất trống. Hai người nằm ở sạp thượng, kim đào che nửa gương mặt nhìn chầm chầm tống lương sườn mặt, không là muốn động phòng sao. Tống lương tắt tâm như nổi trống, cổ cứng ngắt thư ngốc tử nói đến ngốc tử lưỡng tự của nàng thanh âm nhỏ như mũi kêu hay không sau này không thể như vậy kêu hắn nương tử ấm áp sao ân nương tử chuẩn bị tốt động phòng sao tống lương trấn định hỏi ân đến đây đi kim đào gật đầu tống lương trở mình tử đưa tay xoa của nàng thắt lưng theo đường công đi đến trong lòng bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng của ngươi tim đập rất lớn tiếng, ta đều nghe thấy được. Kim Đào cùng hắn sườn nằm mặt đối mặt. ầm ỉ nương tử, Tống Lương khống chế không được. Tống Lương ngây ngô cười, rốt cục ở trong ổ chăn đem nàng thoát chỉ còn cái yếm cùng tiết khố, liền bắt đầu thoát bản thân xiêm y. Rất lạnh, ngươi thoát nhanh chút. Là nương tử. Tống Lương tuân lệnh, tay chân nhanh chóng. Đem bản thân xiêm y toàn bộ rút đi, xoay người ngăn chận Kim Đào hai người thân thể nhất đụng chạm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao kim đào không biết sao bỗng nhiên sợ tới mức nói không ra lời gò má nóng bỏng không được cảm giác còn đặc biệt kỳ quái nương tử bắt đầu động phòng ân ngươi ngươi động phòng đi cái kia ta nhắm mắt lại ngủ là được nàng quay mặt qua chỗ khác rất là không được tự nhiên không biết sao trong lòng một trận khác thường Tống lương hồi tưởng thành thân khi chuyên môn đi trong thôn có kinh nghiệm đại ca lấy được kinh, bán đứng dậy đem ánh nến thổi tắt, liền hắc ám, bắt đầu vuốt phẳng thân thể của nàng tử. Tay ngươi hảo thô ráp, biến thành ta rất ngứa. Kim đào kêu rên nói. Nương tử. Tống lương nhìn chầm chầm trong bóng đêm nàng hơi hơi thủy quan con ngươi, liền hơi thở hôn lên gương mặt nàng, theo gò má hôn lên của nàng môi. Ân. Ngươi làm chi ăn ta miệng nha kim đào than thở tống lương hôn vong tình bắt đầu một đường xuống phía dưới nàng đắm chìm ở chưa bao giờ trải qua quá kỳ diệu cảm xúc lý không thể tự kềm chế có chút mơ hồ dần dần mơ mơ màng màng bên trong nàng phát hiện bản thân thân mình đã không có gì che lấp quần áo hai chân bỗng nhiên bị tống lương bài khai ngươi làm chi nha kiếp này có thể lấy vợ làm vợ là ta tống lương phúc vận tống lương nhất định sẽ hảo hảo trân ái nương tử tống lương ôm chặt thân thể của nàng tử vẫn sức chờ phát động a à, con mọc sách ngươi dám thừa dịp bóng đêm tập kích ta ô ô ô ngươi cái không lương tâm đau quá a à. nương tử nương tử chớ khóc tống lương không có a à. còn dám nói không có ngươi cầm trong tay gậy gộc là cái gì đừng cho là ta nhìn không thấy ô ô ô nương tử chớ khóc nương tử chớ khóc này. Sách này thượng nói qua. Nùng tình mật ý khi, thẳng đảo Hoàng Long, ta làm sao lại? Đảo không đi vào đâu. Nha! Ngươi còn thống ta. Ngươi đi xuống ngươi. Nương tử, nương tử chớ khóc, tống lương thử lại thử. Một phen ép buộc xuống dưới, tống lương kém chút tiết khí, cuối cùng không để ý kim đào quyền đấm cước đá, một phen ngăn chận thân thể của nàng tử. Trong phòng tử kim đào mới ngay từ đầu khóc thét lên sau nửa đêm bên trong, chỉ còn dọc dọc thoát phá trên rỉ. Ngoài cửa sổ phiêu khởi tiểu tuyết, phòng trong khí thế ngất trời. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Tống lương vất vả Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Tống lương vất vả tuyết miệng bay tán loạn trong một đêm thanh mặt thôn thành bao trùm một tầng bạch sương trên đường nhỏ nhánh cây đầu mau nóc nhà đổi chiều sáng lấp lánh băng sương chiếc xạ ra thần hy quan mang từng nhà đều bỏ thêm hậu xiêm y tống lương trong nhà lại đến ngày lên cao mới gặp khói bếp nương tử trước đừng đứng lên ta cho ngươi tìm kiện hậu xiêm y ở của ta đồ cưới bên trong có kiện áo choàng kim đào mông ở trong chăn xem tống lương bóng lưng trong lòng một trận ngọt một trận hỉ nguyên lai làm vợ chồng cảm giác là như vậy. Nương tử, là cái này sao? Tống lương lục ra áo choàng hỏi. Ân, lấy đi lại. Kim Đào đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo thường, đã thấy Tống lương ngồi ở bên giường, lại không chớp mắt nhìn chầm chầm bản thân. Nàng không chống đỡ nổi hắn như vậy ánh mắt, vì thế chỉ cần xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Ngươi đi ra ngoài, nhân gia muốn mặc quần áo. Nương tử, thời tiết rất lạnh, ta cho ngươi đổ ấm áp điểm, ngươi khoái xuyên đi. Tống Lương cười nói. Ngươi không nên nhìn thôi, ngươi đi ra ngoài. Nương tử. Tống Lương thấy nàng xoay xoay vặn vặn bán lộ bả vai, sợ nàng cảm lạnh, bỗng nhiên một phen lấy ra nàng trong tay cái yếm, phi ngồi vào phía sau nàng, hai tay theo nàng cánh tay hạ xuyên qua. Ngươi làm chi nha, ta bản thân mặt. Nương tử như vậy chậm rì rì, đợi cảm lạnh cũng không tốt, thần đầu lúc này dễ dàng nhất bị cảm lạnh mau Sim y lấy đến ta giúp ngươi mặt tống lương vừa nói chuyện một bên thẳng lấy quá của nàng Sim y nâng lên của nàng cánh tay giúp nàng mặc vào kim đào đỏ mặt trong đầu lại vui rạo rực nương tử thân mình còn hảo giúp nàng khỏa nghiêm nghiêm thực thực tống lương thế này mới hạ sạp ân ừ. một chút hảo khác không tốt kim đào cũng không biết hình dung như thế nào liền như vậy kỳ quái nói xong nương tử chịu khổ buổi tối tống lương nhất định nhẹ chút buổi tối kim đào sửng sốt không là một lần thì tốt rồi sao như vậy đau sự tình ta mới không cần lần thứ hai nương tử này thành vợ chồng việc này hàng đêm phải làm như làm cho hắn nhân biết ngươi ta vợ chồng hai người một đêm chưa đi việc này định nhường người chê cười tống lương nghiêm túc nói nhưng là nhưng là ngươi kia gậy gộc rất đáng sợ nhân gia chịu không nổi nói xong nói xong kim đào đỏ hốc mắt nương tử chớ khóc tống lương hoảng thần thực không nên như vậy đùa bản thân nương tử phàm là mở đầu nang hồi một tổng hội có chút không khỏe nương tử yên tâm sau này sẽ không thật sự kim đào nghi hoặc thật sự Tống Lương trịnh trọng cam đoan. Vậy được rồi. Ta đói bụng, muốn ăn cơm. Là, Tống Lương phải đi ngay hạ nồi. Tống Lương ngây ngô cười chạy đi. Sạp thượng, Kim Đào giật giật thân mình, lại phát hiện dưới thân vẫn như cũ đau đớn, nàng sốc lên đệm chăn ngủ lại, hoảng sợ phát hiện, thiển sắc ra thượng cư nhiên có vết máu. Tống Lương, trên chăn mặt có huyết. Nương tử. Đợi lát nữa, ta trước nấu cơm. Tống Lương nhịn cười ý, cũng là lúc đó nhạc phụ nhạc mẫu đem nàng gã rất vội vàng, tưởng là cái gì cũng không dạy cho nàng. Hừ! Đừng làm cho ta bắt được ngươi kia căng gậy gộc, bằng không ta nhất định cắn đứt nó. Kim Đào căm giận nói. Ngoài cửa nấu cơm Tống Lương nghe vậy chấn động. Theo bản năng bảo vệ dưới thân tiểu gậy gộc. Vợ chồng son cuộc sống trải qua thật thích ý, tuy rằng sao không dạy nổi Kim Đào thường lui tới kia ngàn kim tiểu thư cuộc sống nhưng có Tống Lương này chịu mệt nhọc, ngoan ngoãn phục tùng hảo trượng phu, nàng cũng là dần dần thích ứng. Tống Lương chỗ nào đều hảo, chỗ nào đều nghe bản thân lời nói, chính là này ban đêm chuyện hắn chưa bao giờ hội nghe bản thân, trừ phi bản thân trang bệnh trang không thoải mái hắn mới có thể phóng nàng một con ngựa. Nhưng mỗi lần gặp Tống Lương bởi vì làm bộ sinh bệnh mà sốt ruột không thôi bộ dáng, nàng lại không đành lòng. Vì thế ban ngày là cái chủ nhân, ban đêm nàng lại thành chịu khi dễ chủ nhân vì vậy kim đào luôn đặc biệt hy vọng thiên không cần nhanh như vậy hát mấy trương đại thước ăn bọn họ hai người mặc dù không biết khi nào mới có thể ăn hoàng nhưng luôn có ăn xong một ngày mắt thấy thứ nhất tướng đại thước đã dùng xong một nửa kim đào bắt đầu cân nhắc nên tỉnh một điểm nghĩ nàng thích ăn thịt thích ăn trứng gà tống lương mỗi ngày tổng có thể để cho mình ăn đến nhưng là nàng nghe thôn trường nói tống lương tuy rằng mỗi ngày làm việc nhi kiếm tiền vẫn là không nhiều lắm hắn từ đâu đến nhi tiền mỗi ngày mua thịt nha suy nghĩ tống lương hết thảy kim đào bỗng nhiên có chút tưởng niệm hắn nói đến hắn sớm ra trễ về ban ngày ở chung thời điểm giống cũng không bao lâu vì thế đơn giản thu thập hạ phòng ở kim đào phủ thêm áo choàng rõ ràng đi theo thượng trấn trên bán đồ ăn cách vách đại nương đến trấn trên tìm tống lương đi tuyết đã hai mặt trời lặng hạ thiên lại như trước lãnh không có tống lương nâng bản thân chạy đi thật là mệt đến hoảng. Bán đồ ăn đại nương chịu trách nhiệm giỏ rau đi ở phía trước, kim đào bước tiểu bước chân giúp nàng dẫn theo trói đồ ăn thảo dây thường đi ở phía sau. Tống lương nàng dâu, không đi qua đường xa đi. Xem ngươi này mệt, ta coi trong nhà ngươi có cũng con lừa, tại sao không để? Đại nương hỏi. Ta sẽ không kỵ con lừa, đi là đến nơi, không trở ngại. Nàng cười tiếp tục đi tới, sao có thể nhiều người trong thôn biết bản thân như vậy yếu đuối, ngay cả đi đều không được đâu. Nàng nhưng là hạ quyết tâm muốn nhường nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Hảo, nhanh đến chợ, Tống Lương A liền ở đàn kia bán dược liệu, rất nhanh sẽ có thể gặp được. Bán đồ ăn đại nương chịu trách nhiệm giỏ rau sóc nảy đi tới, rốt cục qua kia kéo không ngừng núi nhỏ lộ, đằng trước xuất hiện một cái cao cao trấn môn. Đến đến. Bán đồ ăn đại nương bước nhanh đi tới, Kim Đào bước nhanh đi theo, đến bán đồ ăn đại nương sạp, Kim Đào bắt đầu tìm kiếm Tống Lương thân ảnh. Tống Lương ở phía trước. Ân, ừ. ta đây đi tìm hắn, cảm ơn đại nương. Ngươi khả phải cẩn thận điểm a. Ân. Ừ. Náo nhiệt tiểu trên đường, các màu người đi đường lui tới, mặc dù không thể sao việc thành rộng mở đại đạo, nhưng là có vẻ phồn hoa. Kim Đào đi ở trên đường, xem ngã tư đường hai bên các màu sạp linh lan trước mắt trục trịch nàng bỗng nhiên hận bản thân không có mang tiền bạc xuất ra bằng không có thể đem nhìn trúng gì đó mua về nhà dạo đến tiệm bán thuốc thời điểm kim đào bỗng nhiên nghe thấy tống lương thanh âm trần trưởng quầy thuốc này tài giá chúng ta không là luôn luôn nói tốt sao làm sao ngươi nói giảm liền giảm tống lương ta chỉ là cái trưởng quầy đương gia lão bản đã cùng dược liệu thương hiệp định trường kỳ cấp hóa cho nên sau này ngươi sợ là không thể tới bất quá có đôi khi cũng sẽ thiếu cái vị dược, cũng là cần của ngươi, chính là này giá sẽ không có thể cùng thường ngày. Nhưng này giảm một nửa không hợp lý a, à, ta đây dược liệu nhưng là mất thật lớn kính nhi mới tìm đến. Tống lương nhíu mày. Ta đây cũng không có biện pháp, với ngươi giống nhau đến linh bán tiểu tử hơn đi, ta cũng không không còn cách nào khác thay ngươi ngoại lệ, liền cứ như vậy đi, đây là hôm nay cái tiền, ngươi đi mượn. Chưởng quầy sai người lấy ra đồng tiền cho hắn, Tống Lương lấy quá đồng tiền, khổ một trương mặt ly khai hiệu thuốc. Kim Đào ở cạnh cửa nghe được nhất thanh nhị sở, này chủ quán thực không phúc hậu, dám như vậy đối nàng thư sinh. Tống Lương Gặp Tống Lương có chút sững sờ không có cảm thấy bản thân, Kim Đào gọi trụ hắn. Nương tử Làm sao ngươi hội ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi nha. Kim Đào đi đến bên người hắn, vãn trụ tay hắn. Nương tử, hôm nay xếp hàng bán dược nhân không nhiều lắm, chúng ta hiện tại là có thể về trước thôn, buổi chiều ta lại đi lên núi thải điểm. Vì sao còn muốn đi trên núi? Chúng ta trước về nhà đi, chúng ta đổi gia hiệu thuốc bán dược không là đến nơi thôi. Kim Đào nói. Nương tử, mới chút tiền ấy lời nói, hôm nay nương tử liền không có thể ăn đến thịt. Chúng ta đi thôi, thừa dịp thiên không hắc còn có thể sờ nửa tác điểm. Con mọc sách, làm sao ngươi tốt như vậy khi dễ ta còn tưởng rằng ngươi chỉ bị ta đây sao khi dễ mà thôi nguyên lai like ngươi thành thật như thế kim đào tức giận đọa chân nương tử tống lương dừng một chút ta không ăn thịt nguyên lai like ngươi cho ta mua thịt tiền là vất vả như vậy kiếm đến mà ta còn mỗi ngày chờ ngươi hầu hạ đi chúng ta về nhà không đi lên núi nương tử tống lương không vất vả chỉ cần nương tử muốn tống lương nhất định nghĩ biện pháp tốt lắm chúng ta trước về nhà lại nói kim đào nhịn xuống lệ ý ôm của hắn cánh tay chỉ ồn ào phải về nhà tống lương bất đắc dĩ chỉ cần theo của nàng ý đoán chừng trong túi vài cái đồng tiền trở về nhà tác giả có chuyện muốn nói bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video